Duyên ơi! Duyên! Ông đến đây làm gì đấy? Nhìn cái mặt bà đúng là vô tri. Mới sáng sớm người ta, ông đã thích cà khịa tôi là như nào? Vào đi. Bà làm cái gì? Cả tối qua tôi gọi không được, sáng nay gọi không được, điên hết cả người. Thế có chuyện gì? Không kể với tôi được à? Thế thôi, tôi đi về. Ấy, ông dỗi tôi đấy à? Tôi đến chỉ để xem bà đang xuất khỏi trái đất chưa thôi. Giờ tôi về. Ấy, từ từ. Thì vào đây tôi kể cho. Đi, ngồi xuống. Kể đi. Thì có một lão khóa trên nói với tôi là có thể tìm được nhà đầu tư cho dự án vườn vệ sinh. Rồi sao? Sau đấy thì lão có hẹn gặp tôi đến gặp lão. Sau đó là màn mặc cả. Rồi nói nếu em đồng ý với điều kiện bla bla thì anh sẽ đầu tư cho em, đúng không? Sao không biết? Nhìn cái khuôn mặt của bà thể hiện rõ điều đó rồi còn gì. Tôi đúng là ngốc thật đấy. Quá ngốc. Ai đời một thân một mình vào chỗ đấy bao giờ? Sao bà không gọi cho tôi để tôi điều mấy thằng đệ đến xử lý chúng nó? Đệ của ông toàn sen đá, si cảnh với cả meo meo. Làm được cái gì? Bà suốt ngày coi thường tôi. Tôi quyết định rồi. Quyết định gì? Tôi sẽ không mở rộng cửa hàng nữa. Tại sao? Số tiền đó để góp làm cái dự án của bà. Mình sẽ tính toán kỹ để giảm thiểu chi phí. Bà cũng đỡ phải chạy chỗ nọ chỗ kia cho mất công. Thôi, còn ngồi đần mặt ra đấy làm gì? Đi vào rửa mặt đi. Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho. Ông chuyển tiền cho tôi làm gì đấy? Thật ra tôi muốn chuyển nhiều hơn cơ, nhưng mà hiện tại chỉ còn gần đấy. Ông còn nhiều việc phải làm, để tôi chuyển khoản lại cho ông. Không cần. Là tôi muốn đóng góp để cái dự án ấy trở thành hiện thực. Bà quên là chúng ta cùng một vùng quê với nhau à? Chỉ nghe bà kể thôi, tôi cũng hình dung ra bọn trẻ con ấy thích vườn vệ sinh như thế nào. Ban đầu tôi còn nghĩ chắc sẽ có nhiều người muốn chung tay, vì dự án bà làm thực sự có ý nghĩa. Chỉ là bà không chịu sâu qua thôi. Vườn vệ sinh của tôi không phải cứ có tiền là được. Các quy định pháp lý về nhà vệ sinh hiện đều chưa rõ ràng. Thế nên thủ tục để được cấp phép sẽ rất khó khăn. Sao làm việc tử tế mà thủ tục phức tạp nhì nhằng thế nhỉ? Tôi không có tư cách pháp nhân nên sẽ cần đơn vị nào đó đứng ra. Nếu được giải và được đơn vị đó tài trợ thì sẽ thuận lợi hơn. Vậy ra đấy là lý do bà cúp đầu vào cuộc thi đấy à? Ông còn nhớ bức thư gửi tuổi 15 của tôi không? Nhớ chứ, quên làm sao được. Bức thư bà tặng lúc nhà tôi chuyển lên thành phố. Thư gửi tuổi 15, ngốc nghếch thật đấy. Nhưng mà tôi vẫn muốn làm. Tôi muốn công trình đầu tay của tôi sẽ là xây vườn vệ sinh cho các bạn nhỏ. Công nhận. Hồi đó tôi cũng nghĩ bức thư của bà hơi ngốc. Khi cô chủ nhiệm bỏ cả lớp viết thư, bọn con trai chỉ ước mơ làm siêu nhân, hiệp sĩ. Bọn tôi còn nói với nhau, đã mơ, sao bà không mơ những giấc mơ lớn hơn đi. Xây cầu, xây đường, xây nhà cao tầng, mà lại mơ làm cái vườn vệ sinh. Giờ thì tôi đã hiểu. Muốn đạt được ước mơ thì phải bước chân qua thực tại đã. Số tiền ông gửi
tôi sẽ trả khi có tiền. Và nhất định tôi sẽ sử dụng đúng mục đích.